Bạn đang cần một vật phẩm phong thủy để trên két sắt, để trên bàn làm việc, để quầy thu ngân, để tăng năng lượng, thu hút tài lộc. Thì các bạn hãy xem tiếp video này. Đinh Nguyên xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn trải nghiệm một thỏi vàng là bằng đá thanh bông vàng Việt Nam mình, khá là đẹp, có thể giúp bạn mang tài vượng, tiền tài, tăng năng lượng dương, một vật phong thủy khá là hữu ích. Hôm nay bạn cảm thấy công việc không thấy hanh thông, tiền bạc cảm thấy không được suôn sẻ. Kinh doanh không được ổn định thì các bạn hãy sử dụng thỏi vàng đá thanh bông vàng này. Đây là thỏi vàng bằng đá thanh bông vàng Việt Nam mình, làm bằng đá tự nhiên các bạn, làm bằng đá tự nhiên, kích thước khoảng 18 cm, nặng khoảng 3 cm các bạn, chỉ là 3 kg, phù hợp với để két sắt, để ở bàn thờ ống địa. Các bạn có thể để quầy thu ngân để thu tài lộc cực kỳ tốt. Đá thanh bông vàng được anh em làm ra từ một cục đá có độ bề dày, nghĩa là tìm một cục đá thanh bông vàng có bề dày khá là hiếm, độ cứng là 7 sao kim cương. Nếu các bạn dùng cái pin soi vào thì sáng lên thì bạn đây. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này và đang thắc mắc giá bao nhiêu? 3 ký thỏi vàng này sàn thì được giảm 10%. Nếu các bạn đến trực tiếp trên sàn sẽ được tặng quà kèm theo. Số điện thoại anh em để phía dưới, nếu cục này phù hợp với bạn, đã chọn người thì các bạn hãy gọi ngay cho anh em nhà sàn để sở hữu nó. Nhà sàn Tây Nguyên xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video sau.